Hôm nay mình tiếp tục ghi hình lại bí quyết trồng rau ngọt trái ngon. Thực sự là mới sở hữu được bí quyết hay nên tiếp tục ghi hình và chia sẻ cho mọi người tham khảo. Nếu mà mọi người thấy hợp lý thì trồng nha. Mọi người thấy là rau rất là tươi xanh ngon luôn. Lát nữa là mình sẽ chia sẻ bí quyết. Mọi người xem rau này, rau muống ha. Rau muống mọc rất là tốt luôn. Lý do là nó vẫn có một ít nước. Nhưng mà nước trồng rau muống thì mình sẽ cho cái chàn là nó ở khoảng chừng một nửa thôi. Nó giữ lại một phần nước. Tức là nước sẽ ngập cao hơn cái chỗ mà cái đất mà trồng rau muống á. Ví dụ đất trồng rau muống ở đây thì mình sẽ cho mực nước cao hơn lên đến đây, sau đó cho đục lỗ bên hông cho nó tràn ra thì cái lượng dinh dưỡng và nước sẽ được giữ lại. Rau mọi người nhìn rất là tốt luôn, mồng tơi này. Mọi người thấy rau muống không, nhìn rất là đã. Hóa ra là trồng rau muống ăn vẫn được đó. Rồi rau thơm bạc hà này. Cải bẹ xanh. Còn đây là cây bạc hà min. Bạc hà min. Mình mọi người chắc từng ăn qua cái loại xin gum double min á, chính là loại này nè. Là nó rất là thơm. Thơm, cái mùi nó thơm thơm tuyệt vời lắm. Rau quế. Và đây là cái loại cải rộ, mọi người thấy là cái lá nó rất là bự. Là cứ cắt lá ăn là nó cứ cứ thế lên thôi. Và đây là cái loại cải cải ngọt. Cải ngọt cao sản này nó có một cái đặc điểm rất là hay. Là nó cứ mọc xòe ra, nó không có mọc cao mà lá rất là nhiều nha mọi người thấy nè. Tức là mình cắt tỉa lá xong rồi nó cứ mọc lên. Mọi người thấy là nhìn nhìn dưới gốc cái cây này nhé, thấy không? Này là từng cắt rất là nhiều lá rồi. Nhưng mà nó cứ thế nó mọc xòe 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 ra vậy thôi. À, hay lắm. Là cải bẹ xanh. Ở dưới đây, tầng dưới thì trồng rau lang vẫn có đủ ánh nắng tốt. Nước ở trên cái thùng này nó tràn. Khi mà nó tràn xuống thì cái lượng nước có dinh dưỡng thì sẽ tiếp tục là cái tầng dưới đây hứng lấy cái nước đó và sau đó là nó hấp thu và phát triển. Ngoài ra cái nước mà vẫn tràn ra chảy xuống dưới mái tôn thì có một cái máng xối hứng nước và tiếp tục là hứng nước ở dưới này, thấy không? Và tiếp tục là chảy xuống dưới tầng thấp hơn nữa là để tưới tưới cho cái hàng rau ở dưới này. Mọi người thấy cái ống không, là rau lang rồi rau dền đỏ. Và sau khi mà chảy hết tưới hết nước rồi vẫn còn dư nước thì sẽ đổ xuống gốc cây xoài. Đó, cái ống, đường ống đổ dưới gốc cây xoài. Tận dụng được hết. Thế là cái nguồn nước cấp này chỉ cần bơm một lần thôi là nó sẽ tưới. Mọi người thấy là cái ống ở đây này. Là ống từ đâu tới? Từ trên trên này, cái máng xối. Từ máng xối này là hứng nước. Hứng nước. Nếu mà nước tràn nhiều quá thì nó sẽ tràn qua lỗ này, nó chảy chảy ra. Cái nước này là sẽ chảy xuống dưới đây và sau đó tưới cho cả cái vườn rau dưới đây. Và đương nhiên là cái nước từ cái máng xối này để hứng cái nước này là cái nước từ mấy cái chậu này. Mấy cái chậu cây ăn trái trên cao này này. Khi mà nước tràn đó mới có cái lỗ bên hông đó. Khi mà nước tràn thì bắt đầu là nước sẽ chảy xuống máng xối. Máng xối này là nó sẽ hứng hứng nước. Mọi người thấy hứng nước không? Đây là cái lỗ tràn. Khi mà nước cái lượng nước cao quá nó sẽ tràn tràn xuống thì
ở dưới đây có cái xô để hứng hứng cây nào mà tưới nước không đều mình có thể tưới tưới thêm bổ sung. Ống nước này là sẽ hứng nước từ mái tôn và sau đó là sẽ chảy xuống tưới cho tất cả những cái tầng thấp hơn. Mọi người thấy nè. Chính vì vậy là cái lượng dinh dưỡng được hứng từ những cây ăn trái trên này là khi mà nước tràn ra nó sẽ hứng hết, tận dụng hết, trong đó có phân bò, phân hóa học, thì cái lượng dinh dưỡng này nó sẽ hứng hết và tận dụng lại để sử dụng cho rau. Thế nên là mọi người thấy là mình có thể tận dụng cái nguồn nước và dinh dưỡng đó để tái sử dụng lại. Vì thế mà rau rất tốt luôn, không cần phải, cái tầng dưới đây là không cần phải bón phân mà nó vẫn tốt. Rồi bây giờ mình đi lên trên tầng trên mình xem nha. À, là thế này nha. Để mà cái trái ngọt á, trái ổi ha, để mà có cái trái nó ngọt thì mình sẽ bón để mà dưỡng cây á, dưỡng cây là mình sẽ nuôi dưỡng cây để nó ra bông, ra trái, ra lá tốt, ra cành tốt, ra chồi non tốt, thì mình sẽ bón phân DAP, là cũng là loại phân hóa học thôi, phân DAP. Nhưng khi bắt đầu có trái thì mình sẽ bón phân bò. Mọi người thấy một cái lớp phân bò rất là dày. Khi mà bón phân bò thì trái nó sẽ rất là ngọt. Trái ổi, trái táo đều rất là ngọt. Và đương nhiên cái lượng phân bò này sau khi nó hấp thụ được một tháng thì hết chất dinh dưỡng rồi. Trái nó không còn ngọt nữa. Thì lúc đó là cái lượng phân bò này mình sẽ múc lên. Và để mình sẽ bỏ vô trong những cái thùng xốp này để mình trồng rau. Thế nên là cái phân bò được ủ qua một tháng trời bón cho cây như thế này thì nó rất tốt cho rau. Thế nên mọi người thấy là rau xanh mơn mượn, tốt vô cùng, thấy không? À, bí kíp ở chỗ này. Mọi người thấy là trái ổi nè. Đó. Trái ổi là trái rất là ngon. Này nha. Đó. Trái nó không to lắm trong cái mùa nắng nhưng mà trái nó rất là ngọt. Nó cực kỳ ngọt luôn. Ngọt là bởi vì sao? Ngọt là bởi vì nó có hút được cái dinh dưỡng từ cái lớp phân bò đó. Phân bò là làm cho trái nó ngọt. Mọi người thấy là trái à. Trái nó không có to do nắng quá. Ui, rớt mất trái rồi. Trái thế thôi nó mà ngọt lắm. Cái mùa nắng này là do nắng quá cho nên là nó có một cái khuyết điểm là cái lá của cây ổi á, nó không có được xanh như mùa mưa. Nó có hơi có màu ngà ngà vàng do chắc là bị cháy nắng. Mọi người thấy nè, lá cây nó không có được, cây nào cũng vậy thôi, nó không có được xanh như là mùa mưa. Nhưng mà riêng về cây cốc thái thì không vấn đề gì, nó vẫn xanh mơn mượn, hay thiệt. Chúng ta đi qua tham khảo xem cây táo nha. Mọi người thấy là cái cây táo này là trái rất là nhiều. Mọi người thấy là trái sum xuê, trái nhỏ là rất là nhiều đợt trái. Quá trời trái. Mà trong đó là lúc nào cũng có trái to để ăn luôn. Trái nhỏ nhỏ, trái to to. Đây. À, mọi người thấy này, đây nè. Đây là trái trái chín này. Hái được. Táo nó ngọt lắm. Lý do là nó có một lớp phân bò. Lớp phân bò dày. Đó, nên là nó ngọt. Trái nhiều lắm nha. Đó.
Mọi người thấy là hóa ra là mình đã biết cách sở hữu trồng một trái, một cây, một vài cây ăn trái mà cho trái là ăn quanh năm suốt tháng không bao giờ ngưng. Mọi người thấy là trái, trái nhỏ, trái to, trái nhỏ, trái to, rất là nhiều đợt. Thấy không? Qua bên kia coi. Ủa, đây có một chùm nữa này. Ủa, rất là trái. Máy tôn không có bị rỉ sét nha. Là do mình có sơn một cái lớp sơn lên, nên là không có phải lo. Chủ yếu là thường xuyên quét sạch lá cây thì nó không bị ẩm ướt. Mọi người thấy là trái, một cành như vậy là trái nhỏ 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 rất là nhiều. Mà cái cây táo để mà giữ được cái trái của nó là không bị rụng á, là cái lượng nước tưới là phải đảm bảo đủ nước, nó không được thiếu nước. Thiếu nước là nó sẽ, một khi nó héo lá thì trái nhỏ nó rụng hết. Nên là cái lượng nước mình tưới á, là sáng tưới và chiều tưới là nó sẽ đủ lượng nước. Trái to sáng tưới chiều tưới là đủ lượng nước thôi. Cây ổi, mình thấy cây ổi ruby ha, trái quá trời trái luôn, nó nặng quá, nó xum xuê. Cây này tầm khoảng 20 trái mà trái to trái nhỏ là nó không có. Đó, mọi người thấy này, ruby ruột đỏ. Trái này ăn được rồi nè, mở ra xem coi này. Mọi người thấy là trái ổi này nó sẽ giòn ngọt. Để mà không để cho trái bị sâu thì nó có một cái loại ruồi ong ruồi vàng á. Loại này nó có một cái bình như thế này, người ta bán sẵn, trong đó có một cái lọ thuốc, là mình chỉ cần nhỏ lọ thuốc vào trong bình thôi thì ruồi vàng nó sẽ bu đầy. Đó, nó bu đầy này, như thế này là nó sẽ bu tới vào trong cái chai này chứ nó không có chích trái cây nữa. Trên đó có một cái trái to đó. Thấy không? Tối hôm mom. Có khi không để ý là cái trái nó bị chín quá. Cái cha bỏ xít nữa kìa. Bỏ xít đậu đây đẻ con, đẻ trứng. Có một trái ơi to nè. Hái được rồi. Có khi quên hái cái là nó chín quá, nó rụng luôn. Vào đây, lát nữa mình sẽ thu hoạch sau. Nhìn cũng đã đấy. Bây giờ mình sẽ qua thăm vườn rau bên kia. Mình làm cái sàn, có thể đi trên sàn. Mọi người thấy là trên cái sàn này mình có để một thau hứng nước. Nước này có thể tưới bổ sung cho những cái cây nào mà nó bị thiếu nước, cần tưới. Hoặc là mình có thể rửa trái cây cái mình ăn luôn. Mình sẽ làm cái van xong rồi cho nước cấp lên đây, xả xuống cái thau này. Thấy cải bẹ xanh nè ha. Cải bẹ xanh trồng tươi tốt. Rau muống. Cải rô bị sâu ăn rồi. Cây tắc này cũng quanh năm suốt tháng là có trái này. Cải ngọn. Cây ổi, ổi này cũng 2 năm rồi, 2 năm tuổi rồi.
mọi người xem là một hàng ở đây là 10 thùng rau. Mọi người xem là cái rau muống mình trồng á, là mới trồng này, nó vẫn có một cái lượng nước là ướt ướt như thế này, là nó vừa không nặng nhưng mà nó đủ cái lượng nước để cho cây nó hấp thu, thấy không, vừa ngập trên mặt nước thôi, là ngập cao hơn cái mặt đất này thì nước nó sẽ tràn ra. Đây là rau muống, mọi người thấy là nó rất là xanh tươi. Trên này thì trên mái nhà, không gian trống rỗng này không trồng thì trên mái không trồng rau, nhưng mà trên mái thì có một dàn nho. Dàn nho này leo lên đây cho nó che phủ cái mái nhà mát. Thế nên mọi người thấy nha, nhìn từ góc này qua là sẽ thấy là cái mái nhà nó rất là mát. Mọi người thấy chưa? Có cây là nó phủ hết cái mái nhà, làm cho cái mái nhà mình nó không bị ánh nắng trực tiếp nó chiếu. Thế nên là cái mái nhà là nó sẽ hạ nhiệt và góp phần thanh lọc không khí cho môi trường xung quanh nhà mình. Rất là hay ha. Mọi người thấy hay thì cứ mạnh dạn làm nha. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Tại vì lâu lâu không quay gì hết á, thì nó cũng chán. Trên cái kênh YouTube mình chỉ có tiếng hoa thôi, nó sẽ chán. Cho nên là mình quay thêm một số những cái lâu lâu quay thêm một số video để lên trên đó cho mọi người ngắm nhìn, xem có gì mới. Cảnh thì không có mới, nhưng mà rau trái vụ mùa thì nó sẽ mới thôi. Xin chào tạm biệt mọi người nha.